Người Shiite tại thành phố Basra tiếp tục biểu tình chống cuốn phim của Hoa Kỳ, Tin từ Basra. Hàng ngàn người ở thành phố Basra của Iraq đã xuống đường phản đối cuốn phim nhục mạ giáo chủ Hồi giáo ở Hoa Kỳ. Khoảng 6.000 người, gồm dân quân Kathab, Hezbollah và những người lãnh đạo bộ tộc và các nhóm sinh viên đã tuần hành trên đường phố. Một đám đông đã vẫy cờ vàng của Hezbollah và mang theo những tấm biểu ngữ lớn có in hình của đạo trưởng Ali Khamenei, là người lãnh đạo tối cao của Iran. Người biểu tình đã giẫm đạp lên quốc kỳ của Do Thái và Hoa Kỳ trước khi đem đốt. Những người biểu tình cũng đe dọa sẽ phá hoại các công ty dầu khí của Hoa Kỳ tại Iraq. Ông Ali Akbar là một thành viên của phong trào Kathab Hezbollah, nói rằng hiện giờ chỉ có những phản ứng bộc lộ tức giận và ồn ào, nhưng sẽ có nhiều biện pháp khác. Basra là nguồn dầu lửa chính của Iraq. Những công ty dầu của Hoa Kỳ trong vùng sẽ bị cản trở và quấy nhiễu. Ông Fathin al-Ibrahimi là một thủ lãnh bộ tộc nói rằng cuốn phim mới phổ biến một đoạn dài 12 phút. Nếu phổ biến hết cuốn phim 2 tiếng đồng hồ thì các cuộc biểu tình càng ngày càng lớn hơn.